Rồi các bạn, 30 ngày thử thách, ngày thứ 8. Và đây là tập sáng thứ hai đầu tuần của mình. Những cái bài tập này là những bài tập cơ bản của mình, những các bạn tập hàng ngày. Các bài tập cơ bản giống như là chạy bộ, nhảy dây nè, đánh gió, đánh bắt, đánh bao, đâm gối, đạp bao và cơ bụng. Thì những cái bài tập này là những cái bài tập mà mình sẽ nhai hàng ngày, nhai hoài luôn. Và cái buổi thử thách ngày hôm nay thì mình sẽ tập tay nha các bạn. Thì cái buổi ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cái bài tập bổ trợ tạ tay. Bài tập này sẽ giúp tăng tốc độ, sức mạnh và sức chịu đựng của đôi tay của bạn nha các bạn. Sẽ ví dụ như là bổ trợ cho đòn đấm nè, linh vật nè. Sau khi hít xả đơn xong thì mình sẽ qua tập tạ. Tập như thế này thì sẽ giúp cho cái đôi tay mình cực kỳ khỏe nha các bạn. Thì đây là cái combo bài tập gồm 5 bài. Thì mỗi bài các bạn sẽ làm 30 lần. Thời gian nghỉ giữa các bài sẽ làm 10 giây. Nếu các bạn nào khỏe hơn thì mình có thể làm liên tục luôn. Và hiệp, số hiệp làm bài này thì sẽ là 3 hiệp nha các bạn. Nếu mà mình không quen á, mình cảm thấy mỏi và mệt quá thì mình sẽ làm 2 hiệp thôi. Nếu các bạn quen rồi có thể làm từ 3 hiệp, 4 hiệp, 5 hiệp. Nói chung là cái bài này bao giúp cho cái đôi tay các bạn bao khỏe luôn. Thì hôm nay thì mình chỉ làm 2 hiệp thôi nha các bạn. Vì đầu tuần làm quá là qua ngày hôm sau tập hết nổi. Sau đó thì ra quấn gió với dây kháng lực 5 phút. Cái ngày đầu tuần á thì sẽ tập theo cái dạng như là biểu đồ á. Tập từ thấp lên cao các bạn. Nếu mà mình làm quá thì ngày hôm sau thì mình sẽ bị nhừ và đuối, mình không cày được tiếp nữa. Kết thúc buổi tập thì về nghỉ ngơi ăn uống. Và video ngày hôm sau mình sẽ làm về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi nha các bạn.